Trong hai ngày 30 và ngày 31 tháng 8, Liên đoàn Vovinam Thanh Hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức thành công giải Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa Rego năm 2024. Tham dự giải có hơn 200 vận động viên thuộc 19 câu lạc bộ Vovinam đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, tranh tài ở các bài biểu diễn thuộc nội dung quyền và các hạng cân đối kháng nam nữ thuộc các nhóm tuổi 7 đến 11, 12 đến 15 và 16 đến 25 với tổng số 34 bộ huy chương. Đây là giải đấu quan trọng nhất trong năm của phong trào Vovinam tỉnh Thanh Hóa nên các câu lạc bộ đều có sự chuẩn bị tốt về chuyên môn, cử lực lượng vận động viên mạnh, chất lượng với mục tiêu giành thành tích cao nhất. Bên cạnh sự quyết liệt ở các hạng cân của nội dung đối kháng, các bài thi ở nội dung quyền như đơn luyện nam ngũ môn quyền, tứ tượng côn pháp, đơn luyện nữ long hồ quyền, tinh hoa lương nghi kiếm pháp, đòn chân tấn công nam, tự vệ nữ, thập tự quyền nam, thập tự quyền nữ, đồng đội kỹ thuật căn bản dành cho nam và nữ cũng có sự đua tranh khá hấp dẫn. Giải Vovinam các câu lạc bộ tỉnh Thanh Hóa là sân chơi thiết thực, ý nghĩa nhằm tiếp tục phát triển phong trào luyện tập thi đấu bộ môn Vovinam rộng rãi trên địa bàn toàn tỉnh. Đây cũng là dịp để các câu lạc bộ Vovinam trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đánh giá công tác huấn luyện, đào tạo vận động viên, qua đó phát hiện, bổ sung các tài năng trẻ xuất sắc cho đội tuyển Vovinam của tỉnh tham gia các giải đấu cấp quốc gia. Sau 2 ngày tranh tài sôi nổi, giải đấu đã khép lại với chất lượng chuyên môn cao. Ban tổ chức đã trao huy chương và phần thưởng cho các võ sĩ giành thành tích cao ở nội dung thi đấu. Về thành tích toàn đoàn, câu lạc bộ Vovinam huyện Ngọc Lặc xếp thứ nhất với 8 huy chương vàng, 6 huy chương bạc và 6 huy chương đồng. Xếp thứ nhì là câu lạc bộ Vovinam thành phố Sầm Sơn với 7 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 7 huy chương đồng. Xếp thứ ba toàn đoàn là câu lạc bộ Vovinam huyện Hoàng Hóa với 5 huy chương vàng, 4 huy chương bạc và 2 huy chương đồng.